Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Không khó để các bạn có thể thấy được các dòng mặt gà Yamaha trong mỗi gia đình. Tuy nhiên phiên bản Electon của Yamaha lại là mẫu đàn rất hiếm. Hiếm ở đây không có nghĩa là dở, và những thứ phổ biến chưa chắc đã hay. Tần suất các bạn gặp Electon 02C là rất thấp. Điều đó không có nghĩa là giá trị nó mang lại là nhỏ, mà ngược lại ở đây tụi mình còn đánh giá cao mẫu đàn này ở một số khía cạnh. Và nhân một ngày thời tiết mát mẻ, Minh Phụng Music sẽ mang đến cho các bạn những trải nghiệm đặc biệt nhất về cây organ Electon trong chuyến giao hàng từ showroom 98 Bành Văn Chân đến cho chị khách vui tính tại quận 5. Nào anh em hãy cùng theo mình lắp ráp và vận chuyển đàn đến nhà cho chị ấy nhé. Xe hàng đã đến, các bạn cùng team mình gói hàng, và khi hàng lên xe đến quận 5 nào, các mẫu đàn trước khi vận chuyển đều được chúng mình đóng gói hết sức tỉ mỉ, kỹ càng từ thân đàn đến chân đàn. Anh em luôn cẩn thận nâng niu từng sản phẩm đến tay khách hàng. Electon 02C là mẫu đàn organ. Nếu xét về giá tiền thì đối thủ cạnh tranh của nó sẽ là những cây như Yamaha Zenot và Nostec 4. Nói về tổng quan, Yamaha có thiết kế hiện đại nhưng vẫn thấy đâu đó một chút cổ điển, kể cả những người khó tính nhất cũng không thể chê mẫu đàn này. Đàn trang bị bàn phím FSV với 2 tầng phím, mỗi tầng có 49 phím và 20 phím phía dưới chân đàn. Màn hình LCD cảm ứng 7 inch cho phép bạn đa nhiệm một cách dễ dàng nhất. Đàn sở hữu 986 âm sắc và 634 điệu được cài sẵn, cùng nhiều tính năng như Chambo, Record, Reverb, Chorus và đa dạng cổng kết nối. Bộ loa đặt dưới bàn phím thể hiện đẳng cấp công nghệ, âm thanh tinh tế của Yamaha. Loa màn hình thì nằm bên trái và bên phải bản điều khiển để bổ sung âm thanh nổi cho loa chính. Đàn đang được đội ngũ tiến hành lắp ráp cho chị. Đàn có thiết kế rất gọn nhẹ và không tốn diện tích. Cái đàn bao gồm thân đàn, chân đàn, ốc lắp đàn và một bộ nguồn, và được tặng kèm một ghế piano Yamaha. Chị khách rất nhiệt tình khi tiếp đón chúng mình. Niềm vui của chị là niềm vinh dự của Minh Phụng Music mang đến khách hàng những mẫu đàn với thiết kế sang trọng, đi kèm những tính năng hiện đại với mức giá hợp lý, là sứ mệnh của chúng mình. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và đừng quên like, share, subscribe cho kênh YouTube của tụi mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.